Hello các cụ, hello các anh chị em. Kính chúc mọi người có một ngày thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng và có thật nhiều những chuyện thành công trong cuộc sống, cũng như là một ngày làm việc thật là hiệu quả. Hôm nay thì bên Việt Audio em mới về một chiếc âm ly rất là hiếm, phải nói là cực kỳ hiếm luôn, của hãng Realistic. Đây là một chiếc âm ly Mỹ cổ, có mã hiệu là STA7, sử dụng điện 130V, công suất 120W, và nó sở hữu một cái mạch khuếch đại cực kỳ đặc biệt, đó là nó chạy hai con TDA HA1370 của Hitachi sản xuất. Chính vì thế cho nên là nó có một cái chất âm nó khác biệt hoàn toàn với những cái âm ly phổ thông trên thị trường. Cái giải bass của nó thì cực kỳ là hay. Cái âm trầm nó kiểm soát rất tốt, bass dày, nhưng mà khi mà mình chơi lớn ấy thì cái màng nó không bị văng ra, đặc biệt là nó đánh book sound này tuyệt vời luôn. Chiếc âm ly này thì hợp với những cặp loa book sound độ nhạy có thể là từ 85 decibel cho đến là 95 100 decibel đều ok. Nhưng mà các cái loa thùng lớn, ví dụ như bass 20, 22 đến 25 thì là nó lại đòi hỏi cái độ nhạy cao, vì cái công suất ước chừng của nó thì em không có cái thông tin chính xác đâu, nhưng mà với những cái model như thế này thì cái công suất nó ra loa được khoảng 35 cho đến là 40W một kênh đó. Hiện tại thì em đang ghép nó mới lại cặp Onkyo 102 EX, vâng, một cặp model khá là nổi tiếng của Onkyo. Và sau đây thì em mời quý vị lắng nghe một bài nhạc. Và em cũng xin phép nói luôn là hiện tại thì cái dây dẫn các thứ bên em ấy dùng là toàn các cái đồ dây dẫn rẻ tiền thôi quý vị nhé. Quý vị nhìn có thể thấy đấy, chứ bên em không dùng dây dẫn đắt tiền đâu. Và cái thứ hai nữa là nguồn phát là cái cục dàn mini, chứ em không dùng các cái CD đắt tiền như một số các cái shop khác họ hay làm. Và đầu tiên thì mời quý vị lắng nghe một bản nhạc rất chi là quen thuộc với những dân chơi nhạc hard. We know we don't need.
một bài nhạc hết sức là tuyệt vời. Khán giả vô trong đó vỗ tay thì ít, còn em vỗ tay thì nhiều. Vâng, xin phép các cụ tự sướng một chút. Như quý vị có thể thấy đấy, nó có cái giải bass kiểm soát cực kỳ là tốt, dày và nội lực. Cũng như là một cái trung âm nó rất là mộc, ngọt, giống hệt các âm đi đàn truyền thống luôn. Bởi vì trước đây em cũng đã từng trải một số các cái dòng âm đi đàn rồi, cho nên là cũng rất là ấn tượng. Vì ngày xưa bọn em còn tự tự ráp âm đi đàn cơ. Đó, cho nên là mình cũng rất là hiểu về cái vấn đề là như thế nào để nó có một cái chất âm nó mộc mạc, nó truyền cảm. Và cái giải cao thì đây là một trong những âm đi em đánh giá nó có một cái tính chính xác rất là tốt, đặc biệt là khi chúng ta chơi các cái dòng nhạc cụ, ví dụ như đàn dây này, bộ gõ này, bộ kéo này, hoặc là một số các cái tiếng kèn như saxophone, hay là một số các cái dòng nhạc cụ liên quan đến nhạc dân tộc nó cũng rất là tốt. Tiếp theo thì mời quý vị lắng nghe một bản nhạc cụ. Thank you.
Vâng, vừa rồi là một bản nhạc cụ rất là du dương qua tiếng đàn vĩ cầm. Và sau đây thì mời quý vị lắng nghe một bản hợp xướng. Nó có các cái chi tiết nhạc rất là nhanh, dồn dập và nó đòi hỏi cái độ xử lý cũng như là cái giải trình và cái độ phối hợp thật là tốt giữa loa với âm ly. Cộng thêm việc chơi các cái dòng hòa tấu đa chi tiết như thế này thì chúng ta đòi hỏi một cái âm hình nó phải thật là xuất sắc thì nó mới có thể là nó đem đến cho người nghe một trải nghiệm tốt nhất được. Và kính mời quý vị đeo tai phone vào và cảm nhận nhé. Thank you.
Vâng, vừa xong thì chúng ta vừa mới trải qua những cái cảm xúc rất là thăng hoa với các cái chi tiết nhạc khá là bầm dập, à quên, khá là dồn dập và nó thật là mạnh mẽ. Đó, đây là toàn bộ mặt trước của em âm ly này. Và không hề bật chế độ load net đâu nhé, quý vị nhé. Dây dẫn rẻ tiền, 5.000 đồng một mét. Rắc cắm 80, tung của, vâng, rất là tuyệt vời. Em nghĩ trong cái tầm giá khoảng trên dưới 3 triệu thì không có một chiếc âm ly nào để vượt mặt được khi mà so sánh đánh các cặp loa Buxell hoặc là toàn dài, tiếng tốt lắm. Quý vị nào ở gần Hà Nội mà không trong vùng dịch thì có thể qua nhà em trải nghiệm ở địa chỉ 121 Ngọc Thụy. Còn quý vị nào mà đang trong vùng cách ly thì hẹn gặp khi chúng ta hết thời gian giãn cách. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin kính chúc có một ngày thật là nhiều may mắn.